Ba ơi. Chào cậu. Con chào ba. Chào cậu mừng quá. Dạ con gặp ba nè rồi đó. Dạ mừng quá. Ba ơi, bữa hôm ba đóng trò chưa? Rồi. À. Thôi con vô nhà chơi ha. Vô nhà chơi. Có dạ. Chuyện gì gấp không? Có gấp gì đâu bà. Sợ cậu gấp rồi hết thì giờ của cậu chứ cũng nói với tôi. Không có sao. Mình dài đây. Dạ. Ba ăn cơm chưa? Dạ chưa. Bà đang bắt cơm hả? Tính nóng mà chưa nấu mà. À dạ. Rồi cái tờ giấy bộ hôm đóng trò đâu rồi? Ở nhà bà thì đâu ta lấy. À vậy hả? Bà đưa tiền hết cho chủ trò hả? Đưa hết. Dạ. Xong hết rồi. Cậu khỏi lo giùm tôi, cảm ơn. Dạ, con sợ cho lo cho bà vậy đó mà. Mẹ đứng nè. Sao bà thờ dư vậy? Sao bà thờ dư vậy? Mệt. Ừ, bà làm gì mà mệt? Giặt cái đồ kho ở ngoài đó. À, bà ơi, có cái bác ở bên Mỹ á. Bác cho bà thêm 6 tháng tiền trò nữa. Chúa ơi, lại Chúa, con thờ lại Chúa. Con đang khổ sở, Chúa, xin Chúa cho con gặp may mắn. Bữa hôm là cô Hoàng Trinh cho... Cô Trinh cho 6 tháng, giờ thì bác Hùng này cho 6 tháng nữa là 1 năm luôn á. Vậy nhờ bà qua kêu chủ trò qua giùm con để con đóng tiếp 6 tháng cho bà luôn. Không, người ta nhờ con đóng thì con cứ làm theo ý người ta cho người ta vui. Bà kêu giùm con ha. Dạ. Rồi nói lấy giùm con cuốn sổ qua để con đóng mà con ghi vô cho mọi người coi cho người ta mừng á bà. Dạ. Đưa sổ cho người ta nữa hả? Không, đem sổ qua đây mình đóng cho mình quay phim lại á. Bà đi kêu chủ trò. Có không bà? Dạ đây có cô. À dạ, con chào cô. Cô là chủ trò hả cô? Dạ, cô vô đi cô. Con vừa quay phim bà đó cô. Dạ. Nhưng mà có cái bác Hùng ở bên Mỹ á, cho bà đóng 6 tháng tiền trò nữa. Bữa hôm bà nói đóng 6 tháng rồi đúng không cô? Ừ. Cái cuốn sổ đâu rồi cô? Cuốn sổ hả? Nhỏ gái nó giữ rồi, nó đi ấy rồi, không biết nó bỏ đâu rồi. Không. Nó làm rồi. Đó. Thì bữa hôm đóng 6 tháng, giờ ghi thêm 6 tháng cho người ta coi á bà. Đóng cho 6 tháng bây giờ. Để nó về, nó ấy đi rồi, cô kêu nó đem lên, đưa lên mạng rồi. Dạ, ghi vô giùm con bữa hôm 6 tháng, giờ 6 tháng là 1 năm. Dạ. 1 tháng là 800 ngàn đúng không cô? 800, người ta này có chịu hết á, lấy bả 800 đó. Nhưng mà nó giờ không có tiền cho bả mỗi tháng, giờ cho bả vậy đó. Nhưng mà bây giờ con đưa tiền thì cô ghi vô sổ giùm con đi chứ. Thì tại... giờ ghi giấy đi chứ giờ. Dạ, cô lấy giấy ghi giùm con đi. Tại vì á, bác Hùng này nhờ con lên đóng. Bữa hôm mà cô Trinh nhờ đóng 6 tháng rồi. Mà bữa con lên không gặp cô. Bữa đó cô đi đâu à? Đi về quê. Dạ. Rồi. Bữa cô đi về quê đám giỗ gì đó thì đây. Cô nói là cô về quê đám giỗ chưa về. Dạ. Thì bữa hôm bà đóng rồi đúng không cô? Ừ. Dạ. Này ghi đi cô bác. Thì cô ghi giùm con đi. Đi 1 năm hả? Thì. À, ghi 6 tháng rồi, 6 tháng đóng rồi. 6 tháng kia đóng là đến tháng mấy rồi cô? À, nay là tháng 12 là đóng rồi, hôm đóng rồi rồi bắt đầu. 6 tháng là tới tháng 6 á. Tháng 6. Bây giờ tháng 6 là đến tháng 12. Ừ. Giờ bữa hôm là đóng 6 tháng rồi. Ừ. Là đến tháng 6 rồi. Bây giờ đến tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 nữa. Là 6 tháng nữa là đến tháng 12. Đến ngày là cô đóng là cô ghi giùm con cái tờ giấy là ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngày hôm nay là ngày mùng ngày 2, ngày 2 Tây. Tháng 1 năm 2020. Giết gì có ăn gì đâu bà. À, thì cô ghi giùm con cái biên nhận nhận tiền cái. Đây cái tiền này là của bác Hùng bên Mỹ gửi cho bà đóng trọ. Nhờ con lên đóng giùm. Hôm nay mấy người đó hỗ trợ bà cũng đỡ chứ thôi. Dạ, hôm nay là cô ghi ngày. Hôm nay là ngày 2 Tây. 2 Tây tháng 12 hả? Tháng 1 rồi bà. 2020 rồi. Hai tháng một. Hai tháng một. Năm 2020. Là cô là tên gì đó? Cô tên họ tên gì? Tôi tên là ví dụ. Dạ. Cô hình thì 6 à cô? À, dạ, rồi.
có nhận số tiền của bà già là chủ trò chứ sao là chủ trò của cái bà tên gì đó là... chủ trò cho bà tên gì thuê bà Nguyễn Thị Tư dạ trò cho bà Nguyễn Thị Tư thuê có cho bà Nguyễn Thị Tư thuê bà tên gì Nguyễn Thị Tư. Nguyễn Thị Tư dạ thuê phòng dạ thuê phòng và đã ứng trước thuê phòng giá 800 ngàn một tháng giùm con đi giá 800 ngàn một tháng 800 một tháng dạ rồi một tháng rồi và bà Tư đã ứng trước một năm tiền trọ thì bù hôm 6 tháng giờ 6 tháng đóng trước cũng được một năm tiền trọ kể từ ngày nào đến ngày nào kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 là tháng này tháng 1 năm 2020 mới tháng 1 đến mới đóng tháng này đúng không? Ừ. Dạ 2020 đến hết ngày 31 tháng 12. Ngày 31 tháng 12. 12. 2020 năm 2020. Thì là coi như là một năm đó đến ngày mà đến qua mùng 1 tháng 1 năm 2021 là hết là phải đóng lại rồi rồi vậy thôi là dạ cậu cho đóng lại chứ cái đó con chưa có hứa được bà ơi cái con không có tiền nói vậy thôi hả giờ con dạ. Gì đó không rồi là tổng số tiền là bữa hôm cô nhận không. Nhiêu 6 tháng trước cô nhận nhiêu là 4.8 triệu đúng không 6848 giờ 4.8 triệu nữa là 9.6 triệu đúng không cô? Bây giờ con sẽ đưa cho cô 4.8 triệu rồi nè. Tổng cộng số tiền một năm tiền trọ là 9.6 triệu. Đó, cho mọi người yên tâm. Một năm. Dạ. Cô ghi số tiền đó, ghi xuống đây được 9.600.000. 600.000. Vậy không? 9 triệu này 600 ngàn đủ rồi. Đồng, ghi chữ đồng. Rồi. Cô nhận đủ chưa? Hợp ra 4.8 triệu. Giờ đây 4.8 triệu nữa. Đây con cô đếm 4.8 triệu giùm con cái. Đây, đó, cô có đếm có đủ không? Rồi đủ không cô? Đủ rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ cô cũng có nói trước vậy nè. Dạ. Bây giờ nhận thì nhận. Nhưng mà cô á, là qua năm là cô sửa nhà. Dạ. Sửa nhà giờ không biết là nhận của bả rồi hả? Mốt tới đó phải hoàn lại cho bả chứ là. Dạ. Thì ví dụ quá trình mà cô sửa nhà, cô cho bà thuê căn khác, giá cả như thế nào hay đó không, thì.
sửa nhà bà phải dọn đi thời gian rồi mới quay lại chứ đập hết làm sao mà ở. Qua năm cô sửa hả? Ừ. Cô định tháng mấy sửa? Là coi ngày là tháng 3 đó, nhưng mà để tiền có hay không cơ hả? Nên thầy coi là tháng 3, 4, 5, 6 là mấy tháng đó. Dạ. Nhưng mà thì bây giờ vậy nè cô, quá trình mà sửa nhà, cô khi nào mà ngưng hợp đồng tháng nào thì trả tiền những cái tháng còn lại cho bà. Ừ. Dạ. Vậy ha. Ừ. Dạ thì cô cứ nhận. Và nếu mà thì bây giờ nhận chứ mà nhận nhiều quá giờ tới đó là dạ chứ con nha. Họ cho bà trò nhưng mà để người thì sợ mất uổng tiếc cho bà thì cô cứ giữ. Và bây giờ đi cô còn ghi giùm con cái, cô ghi giùm con cái là nếu bà Tư thôi thuê thì sẽ trả tiền những tháng còn lại đó. Để sao nếu hả? Dạ cô ghi nếu bà Tư thôi ở thì sẽ trả những cái tháng còn lại, trả tiền hoàn tiền những tháng còn lại cho bà. Từ thôi ở. Tôi sẽ hoàn sẽ hoàn trả. Số tiền còn lại hả? Dạ, còn lại những tháng chưa ở. Tháng nào ở thôi trừ. Những tháng chưa ở phải không? Dạ. Rồi cô ký tên dưới giùm con cái là chủ trò ký tên là được rồi. Rồi, dạ, cô là cô nhận đủ tiền rồi cô ha. Dạ, cô xác nhận cho con là cô nhận đủ số tiền rồi cô. Dạ. Ở đây cả nhà thì đây là cái biên nhận của cô chủ trọ. Hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2020 thì có lên vé của cô Sáu đây chủ trọ để cô nhận 6 tháng tiền trọ của bác Hùng ở bên Mỹ. Còn đợt trước thì cô có nhận 6 tháng của cô Hoàng Trinh rồi. Thì tổng cộng số tiền là 9 triệu 6. À, đó thì cái biên lai này bà giữ nha bà. Vâng, dạ, bà giữ. Dạ bà giữ để ví dụ khi nào mà cô chủ trọ đấy chờ đến hết năm thì mừng. Nếu mà cô có xây nhà xây đồ gì dạ thì mình nhận lại những cái tháng còn lại, ví dụ đến tháng 3 thì còn 7 tháng còn lại thì cô thương ha. Dạ tiền bạc bà gửi mà lúc bà gửi thì đâu dám giữ đâu. Dạ nhưng mà đối với bà sợ mất uổng lắm thì ngoài ra mọi người còn có cho bà ít tiền là con đưa cho bà luôn. Yeah, thì đó thì con nói bà là bác Hồng ở bên Mỹ là gửi về 300 đô. Yeah. Là được 6.960.000. Yeah. Mà trong đó là trừ ra cái số tiền 4.800 hồi nãy đưa cho cô Sáu đó. Dạ. Yeah. Số tiền đóng trọ là còn lại 2.160.000 cộng với 100 đô của chị Phương Linh Trần. Yeah. Ở bên Mỹ á gửi cho 100 đô là được 2.320.000. Là số tiền còn lại kia của bác Hùng hồi nãy cộng với cái số tiền của chị Phương Linh Trần này là được 4.480.000. Dạ đây con gửi cho bà đếm giùm con cái nha. Đó bà đếm giùm con. Đừng có đi lượm nữa đi, ở nhà ăn Tết có tiền. Ăn Tết rồi trời. Ăn Tết rồi. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. 480.000 đúng chị? Cô 480. Rồi vậy đó bà, đủ rồi bà nha. Dạ. Không, cái này không phải của con, của cái bác Hùng ở bên Mỹ á, với cái chị Phương Linh Trần. Chị Phương Linh Trần. Dạ. Với bác Hùng. Dạ. Thì bà cảm ơn hai người đó. Cảm ơn. Cậu cho tôi gửi lời liên lạc, cảm ơn. Dạ. Rồi bà yên tâm rồi ha. Rồi, coi như là ở trò một năm luôn. Dạ. Khỏi tốn tiền trò này. Có tiền ăn Tết rồi, vui vẻ rồi. Dạ mừng bà ha. Mừng gấp cậu đi đấy. Nó là tôi mừng rồi. À, rồi bà ghi cái sổ đó thì ví dụ con nghe bà nói là vợ chồng cô Sáu đây chủ trò rất là thương bà. Thương lắm.
thì cũng tin tưởng, nhưng mà không có tiền cũng cho 100, 200 à, vậy đó. Dạ thì con biết rồi, thì con cũng mừng cho bà. Nhưng mà tiền giao nhiều cho bà thì con sợ bà ở mình nguy hiểm. Đóng trò chị yên tâm hơn. Cô Sáu cô giữ. Khi nào mà cô Sáu xây nhà hay là chỗ nào thì cô Sáu gửi lại cho bà để bà đi thuê chỗ khác. Rồi mai mốt gửi lại về với cô Sáu cho nó vui vẻ. Hôm nào có gì cậu giúp nữa. À, cái đó con hứa bà ơi, tại vì đúng rồi. Đó là do đây nói đâu giúp được. Thì con nói với bà đợi sợ lỡ con mất công người lớn tuổi bà hay buồn á. Con hứa cái là mà lỡ mất có nữa thì con sợ bà buồn. À, còn không, mình chứ buồn. Ý là mẫn có bà hiểu không? Cho nên là cứ đến đâu hay đến đó bà ha. Vâng vâng, dạ, cảm ơn cậu. Chứ... hôm nay cậu nói đi có gì cậu đến trước. Trời ơi, dạ, mừng quá. Dạ, dạ, con cảm ơn cô ha. Dạ. Rồi. Cắt tiền con mất nha. Rồi. Thôi con bây giờ con về con đi làm. Rồi. Bà nấu cơm nấu nước ăn ha. Rồi, con chào bà. Thôi được rồi, hôm hoài luôn á. Dạ. Tôi cái gì tôi cũng mừng, tám về đi. Dạ.